Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng cho các bác em họa mi ngũ trường đuôi lá vả các bác nhá. Bóng bộ rất là đẹp luôn, em này thuần khoảng 85% này các bác nhá. Bóng bộ đầu mặt thì chấm hết luôn các bạn. Anh em nào bố kết em này thì alo cho em nhá. Đấy, các bác nhìn này, em nó hot, nhìn chân mấy dáng rất là đẹp đúng không các bác? Một em họa mi phải nói là rất là chất luôn các bác nhá. Các bác bổ kết em nói thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Đây em quay sát đầu mặt cho các bác xem nhá. Mặt rất là đẹp luôn các bác. Đang đứng ngoài nắng các bác nhá. Mặt xanh ngắt luôn. Em này thì giá cũng hợp lý đấy các bác thôi. Bởi vì đó là đấy, móng này, móng mèo các bác nhá. Móng mèo chân xương, chân cành đào các bác nhá. Dáng em này đúng là một em họa mi, một cái bộ dáng rất thật là tuyệt vời các bạn. Dáng rất là đẹp luôn các bác, chuẩn chỉ ngũ trường thôi nhá. Các bác thấy không? Rất là đẹp luôn các bác.
gật gù múa lân luôn các bạn. Thank you.